Phạm An Bang và dàn mỹ nhân hoa ngữ đình đám một thời, nay đi năn nỉ cũng không ai cho diễn. Trong làng giải trí hoa ngữ có không ít mỹ nhân từng làm mưa làm gió lại vì một số lý do cá nhân mà không còn được các đạo diễn, nhà làm phim ưu ái như trước đây nữa. Chúng ta cùng điểm lại dàn mỹ nhân không còn đất trên màn ảnh hoa ngữ này nhé. Với vẻ đẹp trong veo thuần khiết như đóa hoa bách hợp, Đồng Khiết từng là nàng ngọc nữ và người mê của làng giải trí hoa ngữ, nữ thần trong mộng của đông đảo đấng mày râu. Thế nhưng, hình ảnh và sự nghiệp của người đẹp kim phấn thế gia đã đổ vỡ chỉ sau một đêm bị bóc mẻ là mỹ nhân trà xanh, không chung thủy, lại vừa ăn cắp vừa la làng, vu oan cho chồng cũ Phan Việt Minh mê trò đèn đỏ. Với lùm xùm chấn động như vậy, Đổng Khiết bị công chúng tẩy chay, hết đường tham gia những dự án phim lớn dù có diễn xuất tốt. Cho tới bây giờ, người đẹp Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài vẫn chưa nhận được sự tha thứ của cộng đồng mạng vì những lỗi lầm trong quá khứ. Từng là nữ hoàng giải trí đình đám của showbiz hoa ngữ, trước khi vụ lùm xùm thuế bùng nổ, Phạm Bang Bang tự như đã có mọi thứ trong tay, từ danh tiếng, địa vị đến những chiếc cúp khẳng định diễn xuất. Chẳng hề quá lời khi nói, ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Bang Bang là đại hoa đáng có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng giải trí xứ Trung lúc bấy giờ. Thế nhưng năm 2018, Phạm Bang Bang có cú ngã ngựa đầy đau đớn với vụ lùm xùm chấn động cả showbiz. Cũng từ đó, hình ảnh của nàng diễn viên võ mị nương truyền kỳ gần như sụp đổ hoàn toàn, sự nghiệp bị đóng băng. Giờ đây, Phạm Bang Bang đang nỗ lực tìm lại chỗ đứng cho mình trong showbiz nhưng chưa thành công. Vốn là người mẫu không mấy tên tuổi, sau khi hẹn hò kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angela Baby một bước lên mây, trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì showbiz. Thế nhưng Angela Baby lại nhiều lần gây tranh luận với lối diễn xuất non nớt mãi không tiến bộ, chỉ biết trợn trừng mắt để thể hiện cảm xúc. Liên tiếp xảy ra những vụ lùm xùm phụ thuộc vào diễn viên đóng thế, thiếu chuyên nghiệp, trong khi nhận mức cát xê cực khủng của nữ diễn viên ở đoàn phim Cô Phương Bất Tự Thưởng cũng khiến không ít người phải ngao ngán, kêu gọi tẩy chay. Giờ đây cả khi người đẹp này đã giảm mạnh mức thù lao của mình nhưng vẫn không có phim để đóng. Mãi đến gần đây, Angela Baby mới có được công việc mới khi chấp nhận hạ giá qua dự án web drama nhỏ. Với gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tinh tế, Lý Tiểu Lộ từng là ảnh hậu trẻ nhất của showbiz hoa ngữ, được công chúng hết mực yêu thích. Thế nhưng, vì lùm xùm với đàn em BG One, hình ảnh và sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ tan tành chỉ sau một đêm, nhận mưa gạch đá từ công chúng. Giờ đây chẳng những hôn nhân tan vỡ, Lý Tiểu Lộ còn bị cộng đồng mạng tẩy chay nặng nề, không có cơ hội quay trở lại với màn ảnh hoa ngữ. Bạch Bách Hà từng được coi là nữ diễn viên có địa vị cao trong làng giải trí hoa ngữ, là nữ hoàng phòng vé khiến các đàn em phải ngã mũ thán phục. Vậy mà từ cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé, sự nghiệp của nữ diễn viên tróc yêu ký xuống dốc không phanh chỉ vì nghi vấn phản bội chồng và gian dối vì giấu kín việc ly hôn. Cụ thể, Bách Bạch Hà khiến công chúng xỉu ngang xỉu dọc khi bị giới truyền thông phát hiện cặp kè bên trai trẻ, khi mà cách đó không lâu, cô và nam ca sĩ Trần Vũ Phàm còn thản nhiên khoe sự hạnh phúc trong show truyền hình. Mặc dù Bách Bạch Hà giải thích rằng cô và Trần Vũ Phàm đã âm thầm ly hôn từ lâu, nhưng cũng chẳng thể nào cứu vớt được hình tượng trong lòng khán giả. Năm mỹ nhân nói trên đều là những ngôi sao hạng A, làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh. Thế nhưng vì nhiều lý do, họ đã tự đánh mất cơ hội phát triển của mình trong giới phim ảnh. Showbiz là một chiến trường khắc nghiệt và nếu đã có một sai phạm thì chẳng còn cơ hội để quay lại với ánh hào quang. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.